Thị xã Trảng Bàng và quy hoạch 10 năm có 5 mục mà bạn sẽ quan tâm. 1. Phạm vi, bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của 6 phường và 4 xã. Phía Bắc giáp huyện Gò Dầu, Bến Cầu và Dương Minh Châu. Phía Đông giáp tỉnh Bình Dương. Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Phía Tây giáp với Campuchia. Thứ hai, tính chất đô thị. Trảng Bàng là đô thị sinh thái kim kinh tế, có tiềm năng phát triển về công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch và nông nghiệp kỹ thuật cao, giữ vai trò là đô thị cửa ngõ kết nối với thành phố Hồ Chí Minh. Và đây cũng là cực tăng trưởng lớn, đầu mối giao thông có vị trí quan trọng của tỉnh. Thứ ba, Trảng Bàng sẽ tập trung phát triển theo 5 hướng, bao gồm 1. Công nghiệp. Trảng Bàng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp hiện đang là thế mạnh như là công nghiệp dệt, chế biến cao su, đồng thời thu hút các ngành mới ứng dụng công nghệ cao và có trình độ. 2. Dịch vụ logistics. Trảng Bàng đầu tư phát triển mạnh về dịch vụ logistics, hoàn thiện hạ tầng và trung tâm logistics tại xã Hưng Thuận và Đông Thuận. 3. Thương mại và dịch vụ. Trảng Bàng tập trung khai thác tối đa những cái ưu thế là cửa ngõ đầu mối giao thông của tỉnh Tây Ninh và phấn đấu là đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng. 4. Du lịch. Trảng Bàng phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với cảnh quan sông nước dọc sông Vàm Cỏ Đông và nghiên cứu phát triển bất động sản ven sông Sài Gòn. 5. Nông nghiệp. Thị xã Trảng Bàng đang ưu tiên hỗ trợ người dân phát triển vườn cây ăn trái, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng áp dụng công nghệ cao. Thứ tư, phát triển đô thị. Giai đoạn 2021 đến 2025, thị xã Trảng Bàng đầu tư chất lượng hạ tầng 6 phường hướng đến khắc phục những cái tiêu chí chưa đạt của đô thị loại 3 và lập đề án công nhận thị xã Trảng Bàng là đô thị loại 3. Giai đoạn 2026 đến 2030, thành lập thành phố Trảng Bàng là đô thị loại 3 hướng đến chất lượng hạ tầng của đô thị loại 2. Thứ năm, về hạ tầng giao thông. Thị xã Trảng Bàng đang quy hoạch gia tăng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và các huyện khác trong tỉnh như là Bến Cầu, Gò Dầu thông qua cao tốc Bắc Nam phía Tây, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài với quy mô 6 làn xe. Chưa kể, sẽ nâng cấp quốc lộ 22, quốc lộ 14C và đường tuần tra biên giới nhằm tăng cường kết nối tới các cửa khẩu. Còn các tuyến đường tỉnh nâng cấp và mở mới sẽ bao gồm DT787, 787B, 787C, 787D, mở mới tuyến đường DT782D. Bên cạnh đó, còn có hệ thống cảng, trung tâm logistics nhằm phục vụ vận chuyển, phân phối hàng hóa của các khu công nghiệp bao gồm cảng Hưng Thuận, cảng Phước Đông, cảng Thành Thành Công.